Đang ngồi trong nhà, người phụ nữ không may bị thiên lôi ghé thăm rồi ra đi mãi mãi. Sáng 18 tháng 6, nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp không qua khỏi do bị sét đánh trúng. Theo thông tin của Ủy ban Nhân dân xã, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 18 tháng 6 năm 2024, chị Lầu Thị Mỹ, sinh năm 1963, là công dân thôn Lũng Lừ A, xã Lũng Pù, đang nhóm bếp ở trong nhà thì bị sét đánh ra đi ngay tại chỗ. Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo công an xã, tổ phụ trách thôn cùng các đoàn thể xuống hộ gia đình động viên, hỗ trợ, hướng dẫn gia đình thực hiện các biện pháp khắc phục và đảm bảo an toàn. Sáng cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc đã đến thăm chia buồn cùng gia đình, mong sớm vượt qua nỗi đau mất mát để ổn định cuộc sống, đồng thời đề nghị xã sớm hoàn thành các thủ tục hồ sơ để hỗ trợ cho gia đình nạn nhân theo quy định. Cơ quan chức năng khuyến cáo, dông sét là hiện tượng phóng điện giữa đám mây dông, tích điện xuống mặt đất. Khi có dông sét, người dân khi đi làm nương hay ngoài đồng, cũng như khi di chuyển ngoài trời, cần tìm ngay nơi tránh trú, tránh xa vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt. Đối với nhà dân hoặc các trụ sở cơ quan, nên đóng kín cửa để đảm bảo an toàn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.